Kính chào các bạn đã trở lại với cái channel của John. Thì trong cái video này thì gia đình của John sẽ đi xuống cái Yorba Linda để dự cái tiệc sinh nhật của em gái của John, thì được 40 tuổi. Thì nói chung thì là lâu lắm rồi ở bên đây, thì mình làm thì nhiều, lâu lâu thì anh em có dịp mà tụ họp lại, nói chung là bạn bè thân thiết. Thì cái này hôm nay thì cũng là một cái dịp để cho các bạn bè tụ họp lại anh em rồi để cùng vui giữ em gái của John. Thì mong các bạn xem cái video và thích cái video. Mà nếu mà thích video thì nhớ cho cái video một cái like và nhớ subscribe đến cái channel của gia đình của John. Chúc các bạn enjoy cái video nha. Bây giờ mình tới rồi. Thấy. Thì bây giờ mình đi vô cái clubhouse. Đây là mình tới cái thành phố của Yorba Linda. Đây là nó có một cái mặt hồ ở bên đây nữa. Đây, khu này đẹp lắm các bạn. Khu này bây giờ nhà là khoảng triệu mấy không à. Đó, đẹp lắm. Có nguyên một cái hồ luôn. Cái hồ này mình có thể câu cá được, mình có thể mướn tàu mình chạy được, không phải mướn mà cho mượn là nó free luôn cho những người ở đây luôn. Bronson, you want to say something to my audience? Hi. Đây là con của Úc đây, he's the oldest one. Rất là thông minh, very smart, smart kid. Đó thì ở đây là các bạn thấy nè, đó đây là những cái nhà ở bên đây là thường thường nè, đẹp lắm, nó có cái mặt tiền, có cái hồ, cái này là cái hồ này á, mình có thể câu cá được. Cái nước ở đây, cho không nghĩ nó trong như vậy nha, mà mình nước này cũng nhìn trong ghê chứ. Thấy có người đập mở, thấy có người ta kêu người ta mở thôi. Yay, we're locked out. I know, huh? Đó, thì nói chung mình cái này Úc nó mướn cái này, cái clubhouse này đây. Mấy cái tàu này mình có thể mượn, mình đi ra ngoài mình đi. Thì lúc trước mình cũng Úc nó cũng có dẫn đi ra một lần rồi. Đó, mấy cái nhà này đẹp lắm. Thật là đẹp. Ở đây vào cái dịp mà Thanksgiving mà Halloween á, đẹp lắm. Hay lắm. Nó trang trí được rất là đẹp luôn. Thì đây mình muốn mượn cái chiếc này ra để mà chiếc tàu nè, đem đồ ăn đồ rau đó là last time. Okay. Hồi nãy cái đó mới vừa thấy đó, đâu đó có một con rùa. Bây giờ biến mất rồi, nó chui xuống rồi. Đây mình có thể câu cá được nè. Đẹp lắm. Em muốn anh chụp em với nó cho. Hey Amy. Hello. Say hi. Hi Andrew. Hello. Right, so Amy's here. Kenny's here. I'm surprised Kenny's here that early. He usually really late, right? And he knows better. His aunt will be really mad if he's late. Auntie's late. I thought it starts at 4. Yeah, huh? That's right. She played to her own party. What, so tonight we're going to be drunk, right? No. Yeah. We'll be drunk tonight. Tonight. Right? Biela, what are you doing? Are you hungry? Are you cooking or what? I'm pretending. You're pretending? There you go. It's cute. Yummy. Yummy, what are you eating? What are you cooking or what are you eating? Wow, can I have a piece of cake? Yum, 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 yummy. How much? Yeah. Free? How many dollars, Briella? Hello and hi. Hello, chị hi. Đó, chuẩn bị chưa? Chuẩn bị uống chưa? Nó tới trẻ à. Tinh tới kìa.
Hello Trinh. Ê đi đâu? Ô tới mình hả? Mình cho khỏe. Không có gì tới cho vui. Có em thì vui mà. Wow, look who's here. The star is here. Đẹp quá nha, đẹp đôi nha. Oh wow. Oh, Briella, you're posing. Look at Briella. She's so cute. Look at her. She knows it already. Do it again, Briella. Do the pose. Wait, đủ người chưa? Đủ người. Oh, Sun is not here. Sun chưa? Sun chưa tới. Yeah, wait, cầm kia hai. Này, 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 chụp với chị hai nè. Hey, your family. Yeah, hey, Cindy family, vô đi. Đó. Cindy, Amy, vô đi. Bây giờ sớm chụp đi. Awesome, Brandon. Come. You gotta come. Bronson, Braden, go chụp hình kìa. Đó, gia đình chị hai kìa. Có thiếu ai nữa không? Everybody's there, right? Chị hai vô lên, chị hai. Đưa em quay cho. Whiskey. Hả? Đâu mình đưa chứ, mình đưa đàng hoàng. Thôi mình đưa đi cho ăn hơn. Khỏe không Hiền? How are you? It's okay. Hello, and yo. Hey. Hey. What up? How are you, man? Good buddy. Hi. Are we live? You're live? No, no. Hey. What up? What's up? What up? Hi. Hey, nice to see you. Hello. How are you? Are we live? You're live. What up, brother? How are you? Yeah, good. All right. Come on in. Oh, look who's coming. 5 shots for you, automatic. 5 shots. Let's go. Ooh, wow, you guys look so handsome and pretty. Five shots. Đẹp quá vậy ta. Oh, wow, thím Tư sau này Út nói là không được đẹp hơn Út nha. Đó. Looks so good. Yeah, you didn't even give me a kiss, boy. What's going on? What did I tell you, man? When you see me, you gotta give me a kiss. Lấy đi.
Briella, do the pose, Briella, do the pose. One, two, and three, one, two. There we go, that's it, Briella. All right. Amateur, amateur, đúng rồi là amateur mà trời ơi. Sophia. Hey, Sophia, you didn't kiss your uncle your back by yet. Sophia. Give Papa a kiss. Nói gì á? Hả? Nói gì á? Nó nói anh, nó tưởng anh là Johnny. Nhỏ này chưa biết chết là gì mà. Bậy bạ. Come on, get in there. Oh.